Anh tiết kiệm thì sao? Là vì tương lai của hai đứa. Riết anh không ở nổi với em được luôn á. Em làm quá không à. Khi có bạn trai keo kiệt kiểu bé, anh kêu mua trái cây mua cho anh chưa à? Dạ có, đây nè, em mua chuối cho anh á. Anh làm gì ăn chuối, anh kêu mua sầu riêng. Sầu riêng mắc dữ lắm, chuối cũng tốt mà, tốt cho đường ruột, cũng là trái cây thôi. Em tính đổi máy lạnh, cái này cũng xài tốt mà em. Cái máy lạnh xài 80 năm rồi, cái tiền sửa nó còn hơn tiền mua mấy cái máy luôn đó. Ủa? Hợp lý nha, vừa ngồi máy lạnh vừa chơi game, số 1. Ở đâu mà ra giờ anh nghĩ sao mà tôi bỏ tiền túi tôi ra mua máy lạnh để cho anh hưởng chơi game vậy? Không tiết kiệm gì một cái đi. Ủa, anh đi đâu vậy? Đưa chìa khóa xe anh đi với bạn cái ai? Xe gì? Anh đi bộ đi. 36 độ rồi trời, mà bắt anh đi bộ. Thì đi bộ để tập thể dục luôn, với lại đỡ tốn xăng nữa. Xăng mấy nay tăng lắm vì tương lai của hai đứa thôi. Tương lai chứ anh làm không được cái tương lai này nha. Cái gì? Anh không có làm được hả? Với bản thân anh á thì anh thoải mái, còn với người khác thì anh lại tầm tiện. Cái gì mà vì tương lai của hai đứa chứ? Chắc hồi xưa người yêu cũ bỏ anh vì anh keo kiệt đúng không? Bây giờ anh muốn làm gì thì làm, tôi mặc xác anh.